ơn các bạn đã tới với kênh YouTube của tụi mình. Bữa nay tụi mình sẽ tổ chức trò chơi. Mi muốn chơi trò chơi gì? Mi muốn chơi nhảy dây. Mi chơi nhảy dây đúng không? Đúng rồi. Trò chơi nhảy dây là trò chơi của con gái cơ mà. Chơi trò chơi gì sẽ sức mặt đi. Vậy mà cũng đòi thể hiện sức mạnh. Có muốn chơi đánh nhau nữa không Thái? This is crash, it's great. Rồi bây giờ tụi mình quyết định chơi trò chơi tốn tiền nha mọi người. Yeah! Và đây là phần thưởng tí mình sẽ trao cho các em nha mọi người. Khi mà các em chơi xong trò chơi thì mình sẽ trao cho mỗi người một cái đồng hồ. Đó. Các em chơi thua hay thắng thì mình cũng đều trao thưởng cho các em hết nha mọi người. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chơi nhiều ra ít bị để tìm ra người bắt nha mọi người. Bây giờ người nào ít ở lại, nhiều thì ra. Rồi bây giờ tụi mình ẩn đầu tì đi. Trắng đen. Chơi trắng đen đi. Trắng đen này. Đen, nhiều đất. Thái đâu? Nhiều đất bị thì chơi. Ẩn đi. Rồi Thái thua. Rồi Thái sẽ là người đi. Rồi bây giờ là người bắt là bạn Thái sẽ đếm từ 5 tới 500. Rồi những bạn khác sẽ đi trốn nha. Rồi những bạn khác đi trốn đi. Đi trốn đi. Thái trốn đi. Thái chạy. Mình bắt đầu đếm nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng vòng kiếm xem mấy bạn đang trốn đâu nha mọi người. Rồi lấy mình thấy. Rồi vào cái mình thấy luôn rồi này. Thấy gì đâu? Nó trốn mà nó để lại cái chân vậy. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Cái gì đây, nám gì đây? Tàng hình hả? Tôi mượn cho mọi người xem coi. Bí kiếp tàng hình. Tàng hình được chưa? Tàng hình chưa? Chưa? Chưa thì chạy đi trốn đi. Bây giờ mình đi tìm tiếp nha mọi người. Rồi đây có hai đứa này. Nó đang chơi trốn tìm mà chạy vô đây nằm ngủ luôn rồi này. What the fuck? Ngủ say rồi. Vừa ngủ vừa cười luôn trời. Chơi trốn tìm mà đi ngủ. 485, 490, 495, 500. Và bây giờ mình bắt đầu đi tìm nha các bạn. Nhắm mắt nãy giờ mệt quá. Giờ bắt đầu vô trong nhà làm tìm. Dạ các bạn. Mình mới vô là mình đã thấy một cái đôi bàn chân nữa. Yes, xí được mày. Giờ mình sẽ đi bắt đầu đi tìm những người còn lại nha các bạn. Quá nghe nó trốn ngoài vườn hả? Mi. Mi rồi nè Mi. Run. Trò chơi của tụi mình tới đây là kết thúc rồi nha mọi người. Nếu mọi người cảm thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ
tem tụi mình nhá. Nhớ bây giờ luôn cái chuông nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ trao thưởng và cho hai đứa. Like thật là nhiều. Bây giờ mình sẽ trao thưởng cho các em nha. Bây giờ các em đã lựa xong rồi, bây giờ các em tự lấy nha. Rồi bây giờ mình của mình thích cái nào thì mình lấy nha. Còn lấy mình lựa làm sao mình lấy nha. Rồi đúng chưa? Đúng rồi anh. Rồi. Chào tạm biệt mọi người đi.